giết chết khoảng 300 triệu người chỉ riêng trong thế kỷ 20. Bệnh đậu mùa là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử và cũng là căn bệnh đầu tiên được loại trừ chính thức. Đối với bệnh đậu mùa khỉ, virus đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1958 và tên bệnh được đặt xuất phát từ thực tế là hai đợt bùng phát một căn bệnh như là bệnh đậu mùa xảy ra trên những con khỉ trong phòng thí nghiệm được giữ để nghiên cứu. Căn bệnh này thường lây lan khi tiếp xúc gần gũi và hiếm khi lan ra ngoài châu Phi. Vì vậy, thời gian gần đây, hàng loạt ca nhiễm được ghi nhận ở châu Âu đang khiến các giới chức y tế lo ngại. Nhiều người lo ngại rằng trong bối cảnh thế giới vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch Covid-19, virus đậu mùa khỉ lại nhen nhóm có thể tạo nên một đại dịch. Bệnh đậu mùa khỉ thường lây lan từ động vật hoang dã ở một số khu vực nhiệt đới của châu Phi. Tuy nhiên, nó cũng có khả năng lây truyền từ động vật sang người. Giới khoa học chưa biết rõ loài nào là ổ chứa tự nhiên của virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Trong khi đó, WHO phỏng đoán rằng nó có thể là loài gặm nhấm. Đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm virus hiếm gặp, họ hàng của virus sởi, vốn đã bị xóa sổ vào những năm 1980. Virus đậu mùa có hai chủng chính là chủng Congo và chủng Tây Phi. Trong đó, chủng Congo thường gây bệnh nặng hơn với tỷ lệ tử vong khoảng 10% và chủng Tây Phi là khoảng 1%. Virus đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1958 và tên bệnh được đặt xuất phát từ thực tế là hai đợt bùng phát một căn bệnh như là bệnh đậu mùa xảy ra trên những con khỉ trong phòng thí nghiệm được giữ để nghiên cứu. Bệnh có biểu hiện tương tự như bệnh đậu mùa và thường có triệu chứng nhẹ. Các biểu hiện chính thường gặp của bệnh là sốt, đau cơ, sưng mặt và toàn thân. Các đốm mụn nước xuất hiện trên da trong vòng 3 ngày kể từ khi bệnh bắt đầu, đi kèm các triệu chứng như là đau nhức cơ, nhức đầu và cảm lạnh. Các triệu chứng bệnh xuất hiện từ 5 đến 21 ngày sau khi nhiễm bệnh. Các biến chứng của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm nhiễm trùng thứ phát, viêm phổi phế quản, nhiễm trùng huyết, viêm não và nhiễm trùng giác mạc. Các bác sĩ hiện vẫn chưa chắc chắn bệnh đậu mùa khỉ lây lan chính xác như thế nào. Họ cho rằng bệnh lây lan khi tiếp xúc gần với vết thương, chất dịch cơ thể hoặc các giọt bắn hô hấp của người bị bệnh. Nó cũng có thể lây lan từ vết cắn hoặc vết xước của động vật bị nhiễm bệnh, hoặc do tiếp xúc trực tiếp với giường hoặc quần áo của người bị bệnh, hoặc có khả năng lây lan từ việc sử dụng các sản phẩm mà người bị bệnh đã sử dụng và lây lan phổ biến hơn ở những người hành nghề mại dâm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 19 tháng 5 thông báo rằng đang phối hợp với giới chức y tế Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu EU để đánh giá về bệnh đậu mùa khỉ. Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của WHO, bà Maria Van Kerkhove lưu ý rằng cần theo dõi việc tiếp xúc để đảm bảo rằng không có thêm sự lây truyền từ người sang người, cũng như truy ngược tiếp xúc để hiểu rõ hơn về nguồn lây nhiễm của các ca bệnh. Các quan chức Anh cho biết hầu hết các trường hợp gần đây là những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới và những người này không có tiền sử du lịch đến châu Phi. Điều đó cho thấy căn bệnh này đã và đang lây lan trong nước. Hiện sự lây lan của dịch bệnh đậu mùa khỉ được cho rằng có thể kiểm soát bằng cách làm sạch các sản phẩm mà những người bị bệnh sử dụng bằng chất khử trùng. Hiện chưa có vaccine đậu mùa khỉ, song giới chức y tế Anh cho biết vaccine đậu mùa vẫn có hiệu quả.